Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 và tình trạng hạn hán xâm nhập mặn đang diễn ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã có nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm chung tay sẻ chia khó khăn với bà con tại địa phương. Ngày 20 tháng 4, Đại Đức Thích Pháp Chí, Tránh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã kết hợp với Bộ Tư pháp hỗ trợ 5 tấn gạo và 50 triệu đồng cho bà con huyện Vĩnh Thuận. Ông Lê Trung Hồ, Bí thư huyện ủy thay mặt bà con nhân dân huyện Vĩnh Thuận phát biểu cảm ơn sâu sắc đến các cấp, các ban ngành và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, các nhà hảo tâm đã chung tay chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, góp một phần nhỏ giúp đỡ các hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian cách ly xã hội. Cũng tại Kiên Giang, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, giám đốc Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang đã kêu gọi xây dựng hồ chứa nước ngọt để phục vụ cho sinh hoạt của trẻ em, thầy cô và nhân viên tại trung tâm hồ chứa nước dự kiến có thể trữ từ 1.700 đến 2.000 khối nước để phục vụ cho sinh hoạt của các em học sinh trước mắt và cả trong tương lai. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đang xây dựng khu nhà ăn tập thể cho học sinh bởi vì nhà ăn cũ sau 20 năm sử dụng nay đã xuống cấp trầm trọng. Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang cũng đã kêu gọi chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử cùng chung tay góp sức hồn phước tịnh tài tịnh vật để công trình sớm được đưa vào hoạt động.